Đây bê. Wow, cầm nguyên con rồng luôn. Ủa sói. Này sư tử. Wow. Wow. Deus Land Vương là một thực thể cổ đại mang đến sự diệt vong, là hậu duệ của những vị thần. Khởi thủy đã bị lãng quên từ lâu trong những góc tối của Demacia, tàn sát những vương quốc cũng như thần thánh. Ngài muốn kết thúc thế giới dối trá của sự thống nhất và hòa bình, và đem đến một kỷ nguyên của chiến tranh vĩnh cửu nơi chỉ những kẻ mạnh có thể sống sót. Garen Sư Vương là hậu duệ cuối cùng của một chủng tộc thần thánh nguyên thủy, và cũng là tấm khiên cuối cùng để chống lại sự tận thế. Ngài trị vì quốc gia Demacia rộng lớn với kỷ luật thép, bảo vệ người dân của ngài như một đấng cứu thế tự xưng, đồng thời tìm kiếm và hủy diệt tất cả những kẻ dám chống đối. Ghê à? Đó, mình sẽ làm clip này. Hello, xin chào tất cả các anh em quay của tôi đang xem video clip này. Ai không xem là không giữ thì anh em cũng biết rồi. Thì hôm nay để tiếp tục với lại cái series Tetsukin, thì game này mình sẽ Tetsukin Darius Nhị Lang Thần. Hy vọng anh em thích cái video này của mình. Nếu anh em thích cái video này của mình, hãy để lại một like và một subscribe kênh. Anh em nhớ like cho mình nha. Video mình ít like quá, mình rất là buồn. Cảm ơn anh em. Ủa gì vậy? Ôi có nó cái là năm thằng có cái lỗ luôn. Skin cho đồng đội luôn à. Ui dồi ôi sói kìa. Ôi mày ơi. Nè sói đây. Ôi 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 sói kìa, sói trên đầu mày kìa. Cắn nó em ơi. Để chết luôn. Chó này chưa ăn sáng rồi. Chó nó cắn liền, chó đói rồi. Chó này no quá, nó không cắn. Nó không cắn thằng gì ghê. Ủa biến về ghê hơn nữa. Ui dồi ôi, biến về chó nó hú. Chết luôn rồi, chết gì nữa. Rồi ra FK vậy đó, chứ mà FK rồi. Vì thấy con chó cũng phải chạy nữa không. Ai cứu mày, ai cứu mày, ai cứu mày, ai cứu mày. Rồi chết rồi, hình như chưa đủ 5 tách. Thiệt tình. Tức mình áp ca rồi, đúng rồi, bị chó cắn như vậy làm sao mà không áp ca được. Rồi mất chinh luôn rồi. Timo đâu vậy, chạy đâu vậy ông. Dí 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 dí, ôi dí dí kìa. Phải tại tóc biến thôi. Trời ơi quá đã, chó cắn quá phê. Thằng nào nữa. Mày rồi, xong rồi, con kia mà bị bắt là chết. Ủa, chạy lẹ quá vậy.
rồi đó. Vâng. Ồ, đá đập được cú. Thả chó. Ủa rờ đâu? Ủa rờ đâu? Trời ơi mẹ, mất cái rờ rồi. Quá dữ. Vâng, đây một cái skin chó rất là dữ nha anh em. Với giá 600 RP, anh em nào mà thích chó có thể mua cái skin này. Đây là skin Darius Nhị Lang Thần. Cảm ơn anh em đã quá dữ của tôi đã xem video clip này. Nếu thấy hay anh em hãy để lại một like và một subscribe kênh nha. Cảm ơn anh em. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nhớ like mọi người. Cảm ơn anh em nha. Nhớ like nha. Nhớ like. Cảm ơn các bạn. Các bạn rất nhiều.